Mời quý ông bà anh chị em ngồi. Hôm qua chúng ta nói về hôn nhân đơn nhất và bất khả phân ly. Đó là tính chất hôn nhân của niềm tin Công giáo. Sở dĩ bất khả phân ly vì hôn nhân Kitô giáo, gia đình Kitô giáo là hình ảnh bí tích của cộng đoàn hiệp thông Thiên Chúa Ba Ngôi. Ta chỉ nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, tức là hiệp thông giữa Cha, Con và Thánh Thần, và tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người qua cái hình ảnh hữu hình, đó là các cặp vợ chồng, gia đình Kitô giáo. Vì là hình ảnh của Thiên Chúa, Thiên Chúa trung thành, cho nên các đôi bạn Kitô hữu một khi đã kết hôn bí tích thành vợ chồng thì họ cũng phản chiếu sự trung thành của tình yêu đó của Thiên Chúa. Đó là lý do mà tại sao khi đã kết hôn thì bất khả phân ly, sợi dây nối kết vợ chồng nên một xương một thịt. Và sợi dây đó là do Thiên Chúa thiết lập sau khi hai người đã tự do và ý thức ưng thuận, và lời ưng thuận ấy được tuyên bố trong một cuộc cử hành có sự chứng giám chính thức của hội thánh, tức là linh mục hay là thầy phó tế cùng với những người chứng của cộng đoàn. Đó là những gì ngày hôm qua chúng ta nói. Hôm nay chúng ta nói về mầu nhiệm tính dục và giới tính. Thế nhưng lợi dụng nhóm Billings của giáo phận Sài Gòn rảnh rang được ngày hôm nay tôi mời đến để giới thiệu với quý ông bà anh chị em về phương pháp rụng trứng Billings và tổ chức WOMB quốc tế cũng như Việt Nam. Phương pháp rụng trứng Billings được hội thánh chấp nhận và cổ võ, bốn đời Đức Giáo Hoàng cổ võ, và trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vừa qua thì bà giám đốc của tổ chức WOMB là tổ chức về phương pháp rụng trứng Billings được mời tham dự Thượng Hội đồng và nói một cái tham luận về tổ chức và phương pháp Billings. Hôm nay xin giới thiệu với cộng đoàn cho nhóm Billings của Sài Gòn lên để giới thiệu và trình bày cho cộng đoàn về cái tổ chức này cũng như về phương pháp Billings là phương pháp điều hòa sinh sản của gia đình để mà thực hiện vai trò làm cha, làm mẹ có trách nhiệm. Xin giới thiệu với anh chị em năm người hôm nay mặc áo màu xanh đậm, nhóm Billings Sài Gòn, có chị Kim Lan hôm nay làm trưởng nhóm và chị cũng thường giúp trong các cái lớp hôn nhân của giáo xứ và nhiều giáo xứ. Xin mời anh chị em lên, nhường lời lại cho chị Kim Lan và nhóm. Trước tiên, con xin chào quý cha, xin chào đức cha cũng như quý cha và
các ông bà trong hội đồng mục vụ và các thừa tác viên trong giáo hạt Sống Mới, giống Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hôm nay thì con đại diện cho các anh chị em của con trong nhóm đến chia sẻ cái kiến thức về điều hòa sinh sản tự nhiên. Các ông bà nhìn thấy trên bảng là cái nhóm của chúng con tên là Phục vụ Sự Sống. Và nhóm của chúng con được ông bà người Úc đã nghiên cứu cái phương pháp này có từ năm 1953 cùng với hai nhà khoa học gia đã áp dụng phương pháp này nghiên cứu phương pháp này trên cổ tử cung cũng như trên chất nhờn, cho ra một phương pháp gọi là phương pháp của tình yêu. Đã có hơn 100 quốc gia tham gia học phương pháp này và có rất nhiều triệu đôi vợ chồng đã học và đạt được sự hiệu quả như ý muốn. Như là Đức Cha vừa trình bày là đã có qua rất nhiều đời các Đức Giáo Hoàng, và mới đây nhất là bà giám đốc trung tâm đã gặp Đức Thánh Cha và được Ngài ban một cái thư tạm dịch qua tiếng Việt là chúc lành cho quý cha cũng như là các ông bà, các thừa tác viên tham gia học phương pháp này hôm nay và mãi mãi. Vậy thì lợi ích mà khi các học của cái phương pháp này giúp cho người phụ nữ hiểu hơn về chính mình. Theo cái kinh nghiệm của con thì đi dạy giáo lý hôn nhân trong rất nhiều giáo xứ, thì các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn nữ, đa số là các bạn không hề biết về một cái chu kỳ sinh dục của người nữ như thế nào. Thì qua những buổi học các em sẽ hiểu hơn về chu kỳ sinh dục của người nữ, về khả năng thụ thai, về cái độ tuổi của thai kỳ như thế nào. Và khi mà học như vậy thì không chỉ là các bạn gái mà cả đôi hôn nhân cùng học. Qua đó thì các bạn nam ý thức về cái làm chủ, làm chồng, làm cha trong gia đình của mình. Và qua đó thì chia sẻ về những kiến thức cũng như vợ chồng trao đổi với nhau để cho có một đời sống cũng như có một lối sống tiết độ hài hòa, cuộc thăng hoa trong tình yêu. Và qua đó thì giảm được cái tỷ lệ có thai ngoài ý muốn hoặc là mong muốn có thai và đạt được sự thụ thai như ý. Và phương pháp này thì Tổ chức Y tế Thế giới đã công nhận từ năm 1953, đã có từ 1953 và được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là năm 1978. Hiệu quả của nó rất cao. Nghe đến cái phương pháp này thì không biết là ông bà đặt gì nơi đây đã nghe tên chưa? Nhưng mà nó đã có vào Việt Nam của chúng ta khá lâu, chính thức là 10 năm. Thì tháng 10 tới đây là sẽ là kỷ niệm tổ chức đại hội lần thứ tư tại Sài Gòn. Thì phương pháp này với các nước đông dân nhất thế giới như là Ấn Độ và Trung Quốc thì đã học trước Việt Nam của chúng ta khá lâu rồi. Và học như thế thì đối với các chị em phụ nữ, từ những người trẻ rồi đỡ vào độ tuổi sinh sản cũng như là những người đi vào tuổi tiền mãn kinh, tất cả là đều được học hết và học rất là dễ. Cái cơ cấu tổ chức của cái phương pháp này là WOMB quốc tế thì đã có ở Việt Nam của chúng ta, và từ Việt Nam thì nó có các vùng miền là có 3 miền, cũng như là với miền Nam thì có Sài Gòn. Thì ngày hôm nay thì cái building Sài Gòn này đã có ở rất nhiều các giáo xứ, giáo hạt. Ở trong đây có các ông bà nào đã từng học qua cái phương pháp này chưa ạ? Bởi vì con nhìn thấy ở đây thì con biết được rằng là có rất nhiều các ông bà đã học trong các lớp thừa tác viên mục vụ của giáo phận Sài Gòn. Có ai được học chưa ạ? Học lớp thừa tác viên của giáo phận Sài Gòn á, thì ngày hôm nay đã có đến 4 năm khóa thừa tác viên của giáo phận rồi. Và nhóm đã được cơ cấu cũng như là có Đức Cha Louis là tổng đại diện, và có Cha Linh Hướng cũng như có sơ. Và cơ cấu hoạt động thì từ năm 2016 là đại hội lần thứ 3 là có sự hiện diện của Đức Tổng Phaolô, và Ngài đã khuyến khích mời gọi các giáo hạt
để tham gia học. Và ngày hôm nay thì có Đức Cha Louis cũng là đã tiếp bước cái việc này. Đại hội lần thứ 3 có tổ chức thánh lễ, và tháng 10 này thì tổ chức, sau 2 năm thì tổ chức lần thứ 4. Xin mời gọi quý ông bà tham gia, bởi vì rất là muốn mời gọi quý ông bà học cái phương pháp này để giúp cho cái con em của mình trong độ tuổi sinh sản, từ dậy thì và cho đến tiền mãn kinh thì tất cả là đều học được hết. Vậy thì phương pháp này nghiên cứu trên cơ thể con người thì đối với người nam, khả năng sinh sản bắt đầu từ tuổi dậy thì và tốt nhất là dưới 50, cũng như đối với người nữ, khả năng sinh sản trong một chu kỳ chỉ có khoảng 5-7 ngày và sẽ chấm dứt vào lúc mãn kinh. Thì khả năng sinh sản của người nữ là trong độ tuổi là từ 25 cho đến 35 là tốt nhất. Vậy thì nói đến cái quá trình sinh sản thì nó có 6 điều kiện để thụ thai. Thì về hệ nội tiết đây là phải có sự rụng trứng, cũng như phải có tinh trùng khỏe mạnh, kèm theo các cơ quan khác như là nội mạc tử cung, vòi trứng, cùng với sự yêu thương vợ chồng. Thì điều quan trọng nữa là giúp cho người nữ nhận ra chất nhờn, chất nhờn dễ thụ thai, để biết được khả năng thụ thai của mình khi nào và tiến triển ra sao. Thì nói đến khả năng sinh sản thì người phụ nữ nó có khoảng 40 năm sinh sản, và như thế thì trong một chu kỳ sẽ rụng trứng một lần, có thể rụng hơn một trứng, cho nên có những người sinh đôi hai em bé khác nhau và các giới tính, nhưng cũng có những người sinh đôi hai em bé giống nhau và cùng giới tính. Vậy thì khả năng sinh sản của người nam liên tục và suốt đời, còn người nữ thì chỉ có một số ngày trong một chu kỳ. Nhưng nếu như không biết thì đương nhiên sau những lần kết hợp sẽ áp dụng những phương pháp có thai, hiệu quả của nó rất là, hậu quả dẫn đến cái tình trạng đó là có thai ngoài ý muốn, thì thường là đối với người nam hay chọn giải pháp là xuất tinh ngoài âm đạo. Theo tỷ lệ đó thì rất thấp, cũng như là sử dụng bao cao su, hiệu quả của nó cũng không cao. Và đối với người nữ thì cái tỷ lệ sử dụng thuốc ngừa thai là rất nhiều, và cái hệ lụy cũng như cái hậu quả của nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ sau này rất là cao. Theo một số những thông tin về những bệnh ung thư thì ở trong đó bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư gan là nó có tiền sử là những người phụ nữ đã từng sử dụng thuốc ngừa thai. Bên cạnh đó thì tật vòng tránh thai cũng là một trong những hệ lụy rất là cao. Thì Thiên em mở cái tật vòng tránh thai, nó có cái an intrauterine device, or IUD, is a birth control method consisting of a soft, flexible T-shaped device with a thin string on the end. There are two types of intrauterine devices, hormonal IUDs and a copper IUD. To prevent pregnancy, a doctor places an IUD inside a woman's uterus with the string hanging down inside her vagina. Both types of IUD cause mild inflammation of the uterine lining, which releases immune cells and chemicals that kill sperm. Hormonal IUDs also contain a synthetic type of progesterone called levonorgestrel. Levonorgestrel mainly prevents pregnancy by thickening the mucus inside the cervix, which prevents sperm from entering the uterus.
It also prevents the uterine lining from thickening, so it is less likely to receive a fertilized egg. About a month after inserting an IUD, the doctor may schedule an exam to make sure it is still in place. The doctor may also teach the woman how to check her IUD between visits by feeling for the string inside the vagina. Depending on the type, an IUD can be left in place for 3 to 10 years. Như vậy thì quý ông bà đã vừa xem là đặt vòng tránh thai thì cái hệ lụy của nó rất là cao, và như thế gọi là phá thai gián tiếp. Bởi vì cái vòng tránh thai đó được đặt trong lòng tử cung. Được đặt trong tử cung. Và trên cái vòng tránh thai đó, cái thấp vòng, thì người ta quấn một cái sợi dây giống như sợi dây đồng. Sợi dây đồng, và nó tẩm thuốc nội tiết vào trong đó giống như thuốc ngừa thai. Và như thế thì mỗi khi mà đặt vòng tránh thai là cái phôi thai đó nó vẫn di chuyển vào trong lòng tử cung. Và vô tới trong lòng tử cung thì do thành phần của thuốc ngừa thai từ cái sợi dây đồng tiết ra, làm cho cái phôi thai đó không thể bám vào lòng tử cung được. Bên cạnh đó thì khi đặt vòng tránh thai làm cho niêm mạc tử cung nó co bóp, và nó làm cho thành niêm mạc tử cung bị trơn láng, để nếu như có thai thì cái phôi thai đó không thể bám vào lòng tử cung được. Như thế thì mỗi một chu kỳ người phụ nữ đặt vòng tránh thai, nếu như thường thì khi phụ nữ đặt vòng tránh thai họ hay có cái tư tưởng là đã đặt vòng tránh thai thì không có thai. Cho nên những ngày có khả năng thụ thai họ vẫn kết hợp, bởi vì họ không biết được thời kỳ thụ thai nó có những dấu hiệu, những triệu chứng như thế nào. Và thế thì sau những lần kết hợp như vậy vẫn thụ tinh, và cái phôi thai hình thành, nó di chuyển vào trong tử cung thời gian khoảng từ 6 cho đến 8 ngày. Khi nó vào tới trong lòng tử cung, do cái phôi thai nó vào tới trong đó, nó không bám vào lòng tử cung và nó bị tống ra bên ngoài. Như thế thì mỗi chu kỳ người phụ nữ đó đều hủy đi một cái trứng đã thụ, tương đương là một đứa con của mình khoảng từ 6 đến 8 ngày tuổi. Bên cạnh đó thì từ ở cái vòng tránh thai, ở cuối một cái vòng tránh thai nó có một cái sợi dây. Cái sợi dây này để khi khám định kỳ, bác sĩ chỉ cần đụng vào sợi dây là biết được cái vòng đó vẫn đúng vị trí. Vậy thì khi cái vòng tránh thai đó, cái sợi dây đó nó di chuyển từ ở trong tử cung ra tới cổ tử cung, ra tới âm đạo, thì mỗi một chu kỳ cổ tử cung sẽ đóng mở và nó không thể đóng khít được bởi cái sợi dây đó. Như thế thì vi khuẩn nó vẫn có thể di chuyển và nó vào tới trong lọc tử cung, dẫn ra là thường bị viêm rất là nhiều. Vậy thì nói đến chuyện đi đặt vòng tránh thai thì cũng nói đến chuyện là đi điều hòa như thế nào. Thì 10 tác dụng khi người phụ nữ đi điều hòa và ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Thank you.
Rồi quý ông bà đã xem rồi đó, khi đi nạo phá thai thì dưới mắt thường của chúng ta nhìn thấy cái phôi thai nó nhỏ đúng không ạ? Nó như một giọt máu, nhưng mà đưa lên một cái ống kính thì cái phôi thai các ông quý ông bà nhìn thấy là người ta đi gấp, đi kẹp từng phần ra trở thành một cái phôi thai hoàn toàn vỡ vụn như vậy. Thì thường là các bạn trẻ ngày hôm nay đã có lối sống gọi là sống thử, sống trước hôn nhân, mà dẫn đến tình trạng là đi nạo hút thai rất là nhiều. Thì sau những dịp lễ, ví dụ như 30 tháng 4, 2 tháng 9 vừa qua, thì cái tỷ lệ mà phá thai tăng lên rất nhiều. Như thế thì các ông bà nghĩ rằng là với một lần phá thai điều hòa như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Đây là một cái bảng so sánh sau 1 năm sử dụng. Thì thường là ở đây đối với người nam thì thường hay sử dụng cái phương pháp này. Vậy thì cái hiệu quả của nó chỉ có 43%, và đương nhiên là phần trăm có thai ngoài ý muốn đến 57%. Và cái sử dụng bao cao su cũng vậy, có thai ngoài ý muốn đến 47%. Cũng như là đặt vòng tránh thai, ở đây vòng tránh thai tỷ lệ của nó cao, nhưng so với sử dụng Biêu Linh 1 năm vẫn không thể bằng. Hoặc là so sánh với những phương pháp Oginonop, thì quý ông bà ngồi ở đây thì em nghĩ là ngày xưa chắc là thường hay áp dụng phương pháp này đúng không ạ? Oginonop, và cũng thường xuyên dẫn đến tình trạng là vỡ kế hoạch đúng không ạ? Theo em được biết thì cái phương pháp này thường xuyên là vỡ kế hoạch, bởi vì cứ tính canh ngày, cho nên là cứ canh ngày đó là kết hợp, nhưng mà cái chu kỳ sinh dục của người nữ thường là nó thay đổi theo do đời sống, tâm lý, sức khỏe, tình cảm, cho nên không thể mà tháng nào cũng áp dụng như thế được. Hoặc là đo nhiệt độ cơ thể cũng vậy, thì tất cả đều là không có cao so với là sử dụng phương pháp rụng trứng Billings. Vậy thì dựa trên cái phương pháp này, đây là pháp nghiên cứu có thống kê cũng như có nguồn gốc về y khoa, sự tương quan giữa đôi vợ chồng đem đến cái sự tế nhị cho vợ chồng. Tình yêu không có ích kỷ, tình yêu không có vị lợi, và bên cạnh đó thì cộng tác với Thiên Chúa mở ngõ qua sự sống. Vậy thì cái phương pháp đó ngày hôm nay đang được giáo hội khuyến khích, mời gọi, và dựa vào nguồn gốc y khoa thì quý ông bà thấy là cái hiệu quả của nó rất cao. Vậy thì phương pháp đó như thế nào ạ? Nó đơn giản, đạt được sự thụ thai cũng như hoãn sự thụ thai, và là theo dõi về sức khỏe sinh sản, chỉ dựa vào việc quan sát chất nhờn. Chất nhờn được tiết ra nơi cổ tử cung của người nữ trong một số ngày thì cần phải quan sát đó như thế nào. Thì ở đây giúp cho các bạn nữ nhận biết được mình có khả năng thụ thai hay không, thì ở đây để ý các cảm giác của mình, cũng như nhìn thấy, quan sát trong một ngày mình đi đứng sinh hoạt, thì mình để ý và mình không có dùng tay thăm khám cũng như không có tính ngày, chỉ là việc quan sát mà thôi, và giúp cho người nữ nhận biết ra cái chất nhờn đó như thế nào. Thì cái chất nhờn khi người nữ ở vào thời kỳ thụ thai, nó cái chất nhờn nó được tiết ra giống lòng trắng trứng sống như cô đây, cái chất nhờn, và khi cái chất nhờn đó để vào trong ly nước thì nó nổi trên ly nước, cái chất nhờn đó nó vẫn trong. Ngược lại nếu như là chất nhờn bệnh thì nó sẽ khác. Thường thì các chị em nữ không nhận biết được cái chất nhờn này, cho nên mỗi một chu kỳ có những ngày có khả năng thụ thai thì thường hay nói chất nhờn đó là huyết trắng, có không ạ? Có những ngày mình thấy có chất nhờn thay đổi từ đục cho đến trơn lỏng nhiều, và các chị thường hay nói là huyết trắng sao nhiều thế, nó sẽ thay đổi một số ngày, thì chính nó là chất nhờn, tên của nó là hỗ trợ sinh sản. Thì chúng ta cần phải học để biết được cái chất nhờn đó như thế nào. Học không chưa đủ, phải biết ghi chép lại cái cảm giác đó trong một ngày. Mình ghi những cái gì mà mình để ý thấy, và ghi lại vào mỗi buổi tối, cái chất nhờn đó nó sẽ thay đổi tiến triển trong một số ngày.
thì cái chất nhờn đó là chất nhờn dễ thụ thai. Cũng như thường hay nói với các bạn nam, sau khi mà kết hôn, các bạn chỉ cần nhìn vào trong một cuốn sổ, các bạn sẽ nhận ra từng ký hiệu để biết được là hôm nay vợ mình đang ở trong thời kỳ nào. Ví dụ như ký hiệu của những ngày hành kinh là một cái dấu chấm đen. Ồ, sức khỏe của vợ mình hôm nay trong những ngày hành kinh. Các chị, trong những ngày hành kinh sức khỏe của mình như thế nào ạ? Thường là mệt đúng không ạ? Rồi đau bụng, đau lưng, nhức đầu, tiêu chảy, đầy hơi rất là nhiều. Thì các bạn nam chỉ cần nhìn vào ký hiệu là biết được hôm nay vợ mình không có khỏe. Em vẫn thường nói thay vì các bạn đi nhậu thì các bạn có thể về sớm giúp vợ mình công việc nhà, cho vợ mình nghỉ ngơi. Và rồi ký hiệu những ngày mà cô ấy không có khả năng thụ thai, các bạn nhìn các bạn cũng biết, chỉ cần một dấu gạch thôi là biết cô ấy đang trong những ngày không thụ thai. Hoặc là có những người có ít chất tiết, nó giống nhau, cũng là không thụ thai. Cho đến khi cô ấy đánh ký hiệu là dấu tròn. Ở đây chúng em còn vẽ thêm hình thằng cu nữa, là những ngày dễ thụ thai. Khi mà đánh dấu tròn như vậy là những ngày cô ấy dễ thụ thai. Đồng thời khi mà có sự quan sát thì sẽ nhìn thấy người phụ nữ hướng về sự thụ thai rất rõ. Thì cái sự thụ thai này từ nơi Thiên Chúa làm nên điều ấy. Không phải giống như trong Kinh Thánh đơn giản là sau một đêm ông A-dông ông thức giấc, ông nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh và ông chợt òa lên, ông chợt thốt lên là đây là người đàn bà xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Không chỉ đơn giản như vậy, mà là sau những cái công trình nghiên cứu thì thấy được rằng là Thiên Chúa tạo dựng nên người phụ nữ một cách rất là kỳ diệu. Chúng ta cho Thiên Chúa một tràng tay khi mà tạo dựng lên người phụ nữ ạ. Chi tiết, rất là chi tiết. Khi mà chúng em học và chúng em cảm ra được thì chúng em thấy vẫn luôn tôn vinh Thượng Đế, luôn tạo dựng nên một điều kỳ diệu như thế. Thì khi đánh những cái dấu tròn như thế này là biết cô ấy trong những ngày dễ thụ thai. Thì khi mà họ nghiên cứu những công trình đó về bên ngoài, người phụ nữ trong những ngày dễ thụ thai, ở trong đây em nghĩ là cũng còn rất nhiều các chị vẫn trong độ tuổi của thời dễ thụ thai. Các anh về nhà để ý kỹ một chút nha, bởi vì khi cục phụ nữ ở trong những ngày dễ thụ thai, cái nước da hồng hào hơn, rồi ánh mắt thì long lanh hơn, giọng nói thì trong trẻo nhỏ nhẹ hơn. Đó là về nghiên cứu từ ở bên ngoài. Trong khi hướng về sự thụ thai trong các tế bào, trong các cơ quan ở bên trong, thì từ buồng trứng cho đến các cơ quan là niêm mạc tử cung, cho đến cổ tử cung và chất nhờn, tất cả đều hướng về sự thụ thai. Cho nên không lạ gì, xin lỗi, là chỉ cần lướt qua đầu giường có một lần thôi, sau đó 2 tuần là lên 2 gạch. Và không lạ gì cái chuyện đó, là bởi vì khi người phụ nữ ở vào thời kỳ thụ thai, những dấu hiệu đó hướng về sự thụ thai. Cho đến khi cô ấy xác định được ngày rụng trứng của mình. Mình nói không đơn giản là ngày rụng trứng, nhưng làm sao biết được ngày rụng trứng nếu như chúng ta không có thời gian quan sát, ghi lại, để ý từng chút một trong từng thời kỳ. Và cái điều đó là cái ngày rụng trứng đó rất là quan trọng. Cái tâm của cái trọng tâm của cái phương pháp này giúp cho các chị em nhận ra ngày rụng trứng đó để muốn có em bé thì đạt được sự thụ thai. Ngày hôm nay rất nhiều các chị em do đã có một quá trình lạm dụng thuốc ngừa thai, đặt vòng tránh thai, tiêm chích cấy rán, cho nên đến bây giờ có rất nhiều các chị em đi vào tình trạng hiếm muộn và vô sinh. Vậy thì dựa vào việc quan sát này để biết được thời kỳ khả năng thụ thai của mình như thế nào để áp dụng, hoặc là mình đã có đủ số con mà mình vẫn đang trong độ tuổi sinh sản, thì mình biết nó để mình kiêng, mình chặn kiêng trong những ngày khả năng thụ thai vợ chồng không kết hợp. Và một cái điều rất là nóng ở đây nữa là em thấy các chị ở đây cũng đã ngoài U40 trở lên, thì dựa vào việc mà quan sát như thế, các chị biết được trước bệnh lý của mình. Ngày hôm nay bệnh mà các phụ nữ lo lắng nhất
dẫn đến nguy cơ tử vong nhất là bệnh gì ạ? Ung thư gì ạ? Ung thư cổ tử cung. Mà làm sao biết được nếu như không có thời gian quan sát, không có thời gian để ý. Cho nên học cái này rất là tốt, không chỉ là giúp cho con em của mình biết được khả năng thụ thai, mà mình học cho chính mình. Học trước tiên là cho chính mình biết được sức khỏe của mình. Mình có khả năng thụ thai, mình có bệnh lý, mình biết được trước. Đương nhiên là điều trị rất là tốt, đến 90% khả năng là mình sẽ điều trị tốt. Cho nên khi các học được cái phương pháp này thì em vẫn thầm tạ ơn Chúa là cho em được học cái này. Và từ đó đến nay nhóm anh chị em của em đi các nơi để giúp lại cái phương pháp này. Vậy thì khi mà xác định được ngày đỉnh, ngày có dấu X đây nè, thì sau 3 ngày đó vẫn còn khả năng thụ thai. Vậy thì khả năng thụ thai của người phụ nữ bắt đầu từ những ngày có cảm giác thay đổi. Ví dụ như cô ấy đang ở trong những ngày sạch kinh, khô, không có chất nhờn. Khô, không có chất nhờn. Mà bây giờ có cảm giác một chút gì đó thay đổi là cô ấy đã bước vào thời kỳ thụ thai. Hoặc là cô ấy đang dính nhưng mà chuyển qua ẩm là biết là bước vào thời kỳ thụ thai. Để mình chuẩn bị có em bé, hoặc là mình nên kiêng, không kết hợp để tránh sự có thai ngoài ý muốn. Bởi vì ngày hôm nay các bạn trẻ, rất là nhiều người sống xa quê, cả hai đi vào đây phải tự lực ha, thuê nhà, rồi tất cả đều phải tự thân hết. Cho nên có những đôi vợ chồng khi mà có con dày quá thì rất là cực. Bên cạnh đó thì sức khỏe kém, rồi kinh tế thì không đủ lo cho các con đông quá. Và hơn nữa thì tình cảm vợ chồng nó không được mặn nồng. Bên cạnh đó thì từ ngày thứ tư sau ngày đỉnh, sau khi mà mình đã quan sát để ý, thì từ ngày thứ tư sau ngày đỉnh, cô ấy hoàn toàn không còn khả năng thụ thai nữa. Lúc này thì vợ chồng kết hợp với nhau thoải mái, tùy ý và yên tâm. Vậy thì cả một chu kỳ sinh dục của người phụ nữ, cô ấy chỉ có khả năng thụ thai trong một số ngày mà thôi. Không cần phải uống thuốc ngừa thai suốt 28 ngày, không cần phải đặt vòng suốt 10 năm, mà không cần phải sử dụng bao cao su sau mỗi lần kết hợp như thế thì ích kỷ quá. Không cần phải có những cái phương pháp khác, mà đơn giản là một phương pháp này thôi. Các ông bà tới ngày hôm nay người ta hay dùng từ sạch, rau sạch, rồi thức ăn sạch. Thì em cũng nói phương pháp này gọi là phương pháp sạch, là không có dùng bất cứ một thuốc nội tiết nào hay là ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, ảnh hưởng đến vợ con. Mà nó sạch là do người nữ chỉ để ý và cảm giác của mình mà thôi. Vậy thì đây là một chu kỳ sinh dục của người nữ trong những ngày hành kinh, không thụ thai. Thụ thai thì trọng tâm là xác định được ngày rụng trứng của mình. Thì ở đây đầu tiên là những ngày hành kinh, rồi không thụ thai, khả năng có em bé. Hành kinh các ông bà nhìn thấy ở đây là do niêm mạc tử cung bong tróc ra. Và rất nhiều các bạn trẻ ngày hôm nay biết cái dấu hiệu hành kinh như thế nào, cứ thấy ra máu là đều quy chiếu là hành kinh. Không phải, nó có 4 loại ra máu khác nhau: ra máu do hành kinh, ra máu do có dấu hiệu có thai, và ra máu do tăng hoặc giảm nội tiết, tất nhiên là do sức khỏe kém hoặc là do về bệnh lý. Cho nên 4 loại ra máu khác nhau đó, chúng ta cũng cần phải lưu ý cái chuyện ra máu đó. Thì trong những ngày hành kinh rồi đến những ngày sạch kinh, thường thì phụ nữ nó chỉ có khoảng 3 đến 5 ngày hành kinh mà thôi. Sau đó thì đến những ngày sạch, thì những ngày sạch kinh đó là những ngày cô ấy không có khả năng thụ thai. Tùy theo cái căn bản của cô ấy mà quan sát như thế nào. Sau đó thì đi vào thời kỳ dễ thụ thai, nơi cổ tử cung đang không thụ thai thì nó đập, và bắt đầu đi vào thời kỳ thụ thai thì nó sẽ hé mở ra và mở rộng nhất trong một chu kỳ, cho đến khi rụng trứng thì đóng lại. Vậy thì nếu muốn có thai thì tinh trùng của người nam phải gặp được cái chất nhờn tiết ra từ cổ tử cung của người nữ mới có khả năng thụ thai. Mà cái chất nhờn này nó giống như thức ăn, như cơm, như gạo vậy đó. Nếu tinh trùng không gặp nó, không có khả năng tồn tại được.
Cho nên nếu như kết hợp trong những ngày cô ấy không thụ thai, số lượng tinh trùng rất là nhiều sau mỗi một lần kết hợp, xuất tinh tương đương từ 3 đến 500 triệu con cho một lần xuất tinh. Thế nhưng mà trong những ngày không thụ thai này, số lượng tinh trùng nhiều như thế cũng không thể tồn tại quá 2 giờ đồng hồ. Nhưng mà khi đi vào thời kỳ thụ thai thì do tinh trùng gặp phải chất nhờn, cảm giác nơi người nữ khác nhau hoàn toàn, chất nhờn cũng thay đổi mỗi ngày, thì số lượng tinh trùng đó nếu gặp phải chất nhờn đó có thể tồn tại từ 3 đến 5 ngày, thậm chí là 7 ngày. Chỉ cần một lần kết hợp, nếu như cô ấy trong những ngày có chất nhờn, đương nhiên dấu hiệu đó là tinh trùng sẽ sống được cho đến khi trứng rụng thì sẽ thụ tinh. Cho nên ở đây cái quan trọng làm sao để mình biết được cái khả năng thụ thai của mình thì mình cần phải quan sát, để ý và ghi chép lại mỗi một ngày trong từng thời kỳ nó sẽ có sự khác nhau như thế nào. Cho nên khi rụng trứng xong thì không còn cảm giác trơn nhờn nữa. Đương nhiên sau đó cần phải có 3 ngày sau đó. Vậy thì ở đây khi mình học cái phương pháp này để đạt được sự thụ thai, và có nhiều người còn canh được là mình sinh em bé theo ý muốn của con gái hay là con trai. Đương nhiên phần trăm sinh con trai hay con gái là do người đàn ông 90%, phụ nữ chúng em chỉ có 10% mà thôi. 10% đó là do chúng em dựa vào cái chất còn hay là hết để có thể kết hợp sinh con. Và khi mình đã xác định được ngày rụng trứng ở đây rồi thì tính từ ngày 1 sau ngày rụng trứng này, nếu có thai thì tuổi sinh thai của em bé khoảng là mình sẽ tính được là khoảng 266 ngày. Có thể cộng 6 hoặc trừ 6 lại sẽ được sinh ra. Cho nên khi mình học cái này dựa vào ngày định thôi là mình biết được ngày dự sinh của em bé. Cho đến sau khi ngày định, từ ngày thứ 4 thì không còn cảm giác trơn nhờn nữa. Vậy thì áp dụng cho phương pháp này vào các luật như thế nào? Đó là những ngày hành kinh thì nên khuyên không kết hợp. Bởi vì đối với những người có một chu kỳ ngắn dưới 23 ngày thì thời kỳ thụ thai có thể sẽ đến sớm. Đừng sẽ có thai ngoài ý muốn và không phải loại ra máu nào cũng giống nhau, cho nên không nên kết hợp trong những ngày hành kinh. Ngoài ra thì yếu tố nhiễm trùng cao đối với người đàn ông khi quan hệ trong những ngày hành kinh thì cái khả năng nhiễm trùng và viêm đường tiết niệu là đương nhiên. Đến những ngày sạch kinh thì người vợ chồng được kết hợp cắt đêm và đầu đêm. Muốn cắt đêm và đầu đêm như thế nào thì phải học với tụi em một lớp thì mới biết được cắt đêm và đầu đêm như thế nào. Rồi đến những ngày dễ thụ thai thì nếu chưa chuẩn bị có em bé thì nên kiêng, hoặc là có em muốn có em bé thì vợ chồng kết hợp những ngày có chất nhờn trơn nhiều, kết hợp thì khả năng thụ thai cao. Và từ ngày thứ 4 trở đi thì người phụ nữ hoàn toàn không còn khả năng thụ thai. Vậy thì cái phương pháp này không chỉ giúp cho có thai mà giúp cho nhận biết mình có bị bệnh hay không, nằm ở đây. Rồi ôn trên cây thước, cổ tử cung mở đóng trong từng thời kỳ. Hành kinh thì ký hiệu là dấu chấm đen. Cho nên mai mốt ông bà nào mà về nhà thấy con em của mình mà nó đánh trong cuốn sổ dấu chấm đen là biết nó đang trong những ngày hoặc khó ở nhé. Rồi lên kiêng. Rồi đến những ngày sạch kinh thì có người thì khô, có người thì có ít chất tiết thì được kết hợp. Và đến những ngày có chất nhờn thì nếu chưa có em bé thì nên kiêng. Và đến những ngày từ ngày này sau ngày định trở đi thì không còn cảm giác trơn nữa. Nếu mà mình phát hiện ra còn trơn ở giai đoạn này, khả năng là đang có bệnh nhẹ là viêm phụ khoa, nặng nữa là có khả năng là bị dẫn đến có tế bào ung thư, rồi các loại chu kỳ ngắn dài gì đó ha. Khi học cái này thì đều qua cái việc mình quan sát, mình biết được chu kỳ của mình đều hay không, do đâu, nguyên nhân nào. Và đây là những bệnh phân biệt được các loại chất nhờn, bệnh cũng như chất nhờn
tự nhiên thì chất nhờn bịch nó có những cái dạng màu như vậy, thì bịch thì thường từ âm đạo tiết ra. Cho nên nếu như các bạn nữ hay nói là cô em không biết là em có bịch hay không, thì dựa vào có ngứa hay không, em có mùi, có cảm giác có mùi hay không, à có màu hay không, đó là những cái chất nhờn bịch. Còn cái chất nhờn sinh học nó hoàn toàn không có màu, không có mùi, ăn trong nước. Ngoài ra thì phương pháp này cũng rất là hay, là giúp cho các chị em xác định trước được cái bệnh của mình. Ví dụ như nếu như biết được có thai, biết được là mình bị viêm tắc ống dẫn trứng bên nào, thì dựa vào mình có cảm giác âm hộ căng sưng ở bên nào để xác định buồng trứng ở bên đó phát triển. Ví dụ như ở bên này dấu hiệu là âm hộ căng sưng thì nó có hạch, một cái hạch cùng với bên đó, thì cùng với bên đó là buồng trứng sẽ phát triển và sẽ phóng noãn, để tránh cái tình trạng là có thai ngoài ý, ngoài tử cung. Vòi trứng là ống dẫn noãn từ buồng trứng tới tử cung, có một đầu hở mở vào ổ bụng để đón noãn, còn đầu kia thông với bụng tử cung. Noãn và tinh trùng sẽ kết hợp tại vòi trứng tạo thành trứng đã thụ tinh, sau đó mới di chuyển vào buồng tử cung và làm tổ. Vòi trứng là nơi tinh trùng gặp trứng. Khi vòi trứng bị nhiễm khuẩn sẽ gây nên những vết sẹo hoặc gây tắc nghẽn vòi trứng, làm cho tinh trùng không thể đi qua để gặp trứng, hoặc trứng đã thụ tinh không thể di chuyển về tử cung để làm tổ, gây ra tình trạng vô sinh ở phụ nữ. Tuy nhiên, trong trường hợp vòi trứng không bị tắc nghẽn hoàn toàn thì trứng sẽ làm tổ ngay tại vòi trứng, nhưng vòi trứng không phải là nơi thích hợp để cho trứng làm tổ, bởi nó không co giãn theo kích thước và sự lớn lên hàng ngày của thai nhi, nên bào thai lúc này rất dễ bị vỡ, gây nguy hiểm về tính mạng cho thai phụ nếu không được cứu chữa kịp thời. Đây được gọi là tình trạng mang thai ngoài tử cung. Vâng, cái tình trạng mang thai ngoài tử cung có nguy hiểm không ạ? Rất nguy hiểm. Mà nếu như chúng không biết trước được, đương nhiên là khả năng sẽ cái phôi thai đó nếu như nó lớn, thường là không quá 8 tuần thì nó sẽ bị vỡ ra. Cho nên cái dấu hiệu đó chúng ta cần phải biết là chu kỳ này rụng trứng ở bên buồng trứng nào, để mình biết được nếu như mình bị tắc bên nào đó thì chu kỳ đó đương nhiên mình phải kiêng, để tránh cái tình trạng có thai ngoài tử cung. Bây giờ thì chúng em sẽ phát cho các chị, các bác, mời các chị đi phát tờ giấy, một cái biểu đồ, để qua cái biểu đồ đó mình biết được từng thời kỳ các cơ quan nó hoạt động như thế nào, và nếu như vợ chồng mình kết hợp như thế nào là tốt. Ví dụ như những ngày hành kinh là kiêng, đưa tủa ra đi xuống dưới giùm em ấy. Rồi đến những ngày không thụ thai, vợ chồng kết hợp như thế nào. Đến những ngày dễ thụ thai thì nó có một cái sơ đồ, tụi em phát hết cho các bác. Em mang 500 tờ không biết có đủ không ạ? Rồi, vậy thì chúng em là có quảng bá từ trong các trang web ha, địa chỉ. Tất nhiên là chúng em có được sự mời gọi các quý ông bà, các chị ghi dùm em cái tờ giấy để đăng ký luôn. Rồi chúng em thì có văn phòng làm việc, văn phòng tư vấn làm việc ở dòng Chúa Cứu Thế cũng như là ở trung tâm mục vụ. Các ông bà nào có muốn đăng ký tham gia khóa học thì xin viết vào đây, ghi tên. Tụi em sẽ có những lớp tổ chức. Mình học cái này không chỉ cho mình
học cho con em của mình. Dạ, học cái phương pháp này rất tốt để chúng ta có thể biết được sức khỏe của mình trước, cũng như là nhà ai chúng ta cũng có cháu gái hay con gái, giúp cho các em đó biết được cái chu kỳ của mình, để ý thức trong cái việc ngày hôm nay do các em không có cái sự hướng dẫn, và các em có thể sống trước hôn nhân, từ đó cái chuyện có thai ngoài ý muốn và hệ lụy của nó là sau những lần có thai ngoài ý muốn đó mà không đón nhận, và cái tình trạng phá thai là rất nhiều. Cho nên mời gọi quý ông bà anh chị em cộng tác trong chương trình Mầu nhiệm sự sống, loan báo về tình yêu và mầu nhiệm sự sống trong ngày hôm nay. Xin hết cảm ơn quý ông bà anh chị em. Cảm ơn chị Kim Lan và nhóm Building Sài Gòn. Rất là hay. Đây chỉ là lời dẫn nhập và giới thiệu về phương pháp Building, cũng như một chút về tổ chức World và quốc tế. Quý ông bà, anh chị em, nhất là các chị đó, muốn tìm hiểu sâu xa hơn thì xin đăng ký vào cái tờ giấy để mà tham gia các cái lớp học khó học. Giờ đây chúng ta tiếp tục cái chương trình mục vụ gia đình của mình, bắt đầu từ những gì chúng ta vừa mới xem, thấy mầu nhiệm sự sống quả là mầu nhiệm, và Thiên Chúa là kiến trúc sư đại tài toàn năng. Lẽ ra đề tài này nói ngày mai thì hợp hơn. Ngày mai chúng ta nói về vấn đề sinh sản cùng những vấn đề của nó. Nhưng mà vì hôm nay nhóm có thời gian rảnh rỗi cho nên tôi mời đến hôm nay. Nhưng mà cũng nhân chuyện này để chúng ta dẫn vào trong cái đề tài ngày hôm nay về vấn đề giới tính, tính dục. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta nhìn sự sống là cái em bé rất là mầu nhiệm, dễ thương. Từ đâu mà ra? Do sự kết hợp của cha mẹ trong tình yêu thương. Nhìn vào cái hình ảnh này trong ngày lễ cưới, cái cơ thể của người phụ nữ và của người đàn ông, của người vợ, của người chồng, tạo hóa làm ở bên trong rất khác nhau và kỳ diệu, và đã đặt để những cái chu kỳ như chúng ta vừa mới xem trình bày đó. Nhưng mà tất cả đều do cái tự do của hai người, khi họ chấp nhận ưng thuận nên vợ nên chồng, thì sự tác hợp giữa hai người vợ chồng do sự khác biệt của hai thân xác người nam và người nữ mà Thiên Chúa đã dựng nên ấy, mà có hoa trái là sự sống mới, là một con người mới. Và con người là sự sống có linh hồn. Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Chúa, nghĩa là con người có linh hồn. Và linh hồn thì bất tử, chỉ có điều chúng ta không thấy linh hồn, chúng ta chỉ thấy thân xác thôi. Nhưng thân xác của con người nó biểu lộ hồn sống động, và hồn của con người cũng phải là một linh hồn ở trong một thân xác hữu hình sống động. Đó là mầu nhiệm của con người mà Chúa đã dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Cho nên ở đây ta hiểu hình ảnh của Chúa ở nơi con người hệ tại ở chỗ là người nam và người nữ trong mầu nhiệm tình yêu kết hợp với nhau, sự hiệp thông hữu hình trong đời sống hôn nhân này nó phản chiếu cái thực tại, đó là tình yêu Thiên Chúa là chính mầu nhiệm hiệp thông. Mà điều mà hôm qua chúng ta nói bí tích, nghĩa là cái thấy được để diễn tả cái không thấy được. Cái thấy được là cái nét rạng rỡ hạnh phúc của đôi vợ chồng yêu thương kết hợp trong hôn nhân, và hoa trái của tình yêu đó là em bé, là sự sống mới. Đó là cái hình ảnh thấy được của tình yêu phong nhiêu của Thiên Chúa. Cho nên
đối bạn Kitô hữu sống trọn vẹn cái ơn gọi hôn nhân là đã thể hiện được cái tình yêu của Thiên Chúa một cách hữu hình, là đóng cái vai trò là thực hiện trọn vẹn sứ mạng của mình, sứ mạng của gia đình rất cao cả, sứ mạng của người sống đời đôi bạn rất cao cả, rất cao trọng và cũng nặng nề. Vì sinh con không phải chỉ là sinh sản, sinh con còn giáo dục, nuôi dưỡng giáo dục con để con thành người. Do đó mà ông bà cha mẹ vẫn nói là sinh thành, chứ không chỉ là sinh đẻ. Con người là con người, nó khác với con vật. Con vật chỉ biết đẻ, biết nuôi con, nhưng con người còn phải lo làm cho con của mình sinh ra đó thành người trong dòng thời gian, nhất là giai đoạn sơ sinh, thơ ấu, rồi đến tuổi vị thành niên cho tới tuổi trưởng thành. Cha mẹ lúc nào cũng phải lo lắng, nuôi nấng, dạy dỗ và đồng hành với con từng ngày cho tới khi trưởng thành. Cái hành động ấy là sinh thành. Cái công làm cho con thành người gấp bao nhiêu lần cái công sinh ra đứa con. Cho nên dạy con, dưỡng dục đó, nhiều khi mất một cái công gấp bao nhiêu lần đẻ con, mang thai sinh ra con chỉ có 266 ngày 9 tháng, nhưng mà để cho con chào đời ấy thành một con người thực sự đứng trên đôi chân của mình, bước vào cuộc đời sống như một con người trưởng thành hạnh phúc, là cả một kỳ công của người làm mẹ làm cha. Và cái công trình ấy là công trình của người cha mẹ cộng tác vào đấng tạo hóa để sáng tạo nên một con người. Thiên Chúa sáng tạo nên con người mới nhờ người nam người nữ, nhờ người nam người nữ kết hợp với nhau trong tình yêu, trong hôn nhân, để mà sáng tạo ra những đứa con. Thiên Chúa nhờ đến bàn tay, nhờ đến chính người mẹ người cha để thực hiện công trình sáng tạo ấy của mình. Nhưng mà để có thể làm được điều đó, đấng tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ khác biệt, giới tính khác biệt. Thiên Chúa ấy cũng dựng nên thế giới này với muôn loài khác, cũng có cái khác biệt về giống. Cây đu đủ nó còn có cây đực, cây cái. Để kết thành trái thì phấn hoa phải nhờ đến bao nhiêu yếu tố, như là gió, để từ đó có sự kết hợp để mà đậu hoa, để mà đậu thành trái. Động vật cũng vậy, có đực, có cái, có trống, có mái, kết hợp khác biệt về giống đực, cái, trống, mái ấy nó mới tạo nên sự sống mới. Con người cũng thế, nhưng mà khác hơn thế nhiều, vì con người không chỉ là trống, mái, đực, cái. Con người là nam, là nữ, hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên con người được gọi là một nhân vị. Trên con người gọi là một tinh thần nhập thể. Cho nên giáo lý vẫn gọi con người có linh hồn, mà linh hồn thì bất tử đấy. Còn loài vật và các loài khác không có cái này. Và với linh hồn thì con người có tự do. Trong mầu nhiệm khác biệt nam nữ mà Chúa dựng nên này, có cái sự bổ túc cho nhau giữa người nam với người nữ. Và tạo hóa dựng nên khác biệt và sự hấp lực, hấp dẫn giữa nam nữ này, để mà họ có cái ái lực, ái tình là cơ sở cho sự kết hợp trong hôn nhân. Và từ đó mà có sự sống mới. Cho nên mục đích của hôn nhân là sự sống mới.
Mục đích của hôn nhân là yêu thương nhau, bổ túc cho nhau. Và trong cái tình yêu bổ túc của vợ chồng ấy mà sinh con cho Chúa, cho đời. Thiên Chúa tạo dựng một con người mới nhờ đôi bạn nam nữ kết hợp trong hôn nhân này. Mà sự sống con người ấy để có thể thành người, dưỡng dục cho nó thành người, thì tình yêu ấy cần phải bền vững, cần phải suốt đời. Trên hai mục đích mà không tách biệt của hôn nhân là sinh sản và yêu thương nhau, bổ túc cho nhau, nâng đỡ nhau đến suốt cuộc đời. Hai cái yếu tố này, hai cái mục đích này không có tách biệt nhau được. Vì đứa con luôn luôn cần có cả mẹ, cả cha, để nó được chào đời, để nó được sống, được lớn lên thành người. Thiếu tình yêu của mẹ hay thiếu tình yêu của cha, đứa con nó khập khiễng về mặt tâm lý cũng như về nhân cách, và nhất là xác định căn tính giới của nó là nam hay là nữ. Rất cần cả hai tình yêu bổ túc của mẹ và cha. Đó là cái mầu nhiệm giới tính mà Thiên Chúa tạo hóa đã dựng nên qua cái sự khác biệt của nam nữ. Thế nhưng trong cuộc đời ta vẫn thấy có những hiện tượng, và rất nhiều không phản chiếu điều đó mà ngược lại, và ta thấy rất là kỳ lạ. Đó là hai ông yêu nhau giống như một nam một nữ yêu nhau, hai chị cũng yêu nhau giống như cái chuyện một nam một nữ yêu nhau. Hiện tượng đó gọi là đồng tính luyến ái. Thế thì câu hỏi chúng ta đặt ra trước cái hiện tượng đó là chuyện đồng tính luyến ái nó có phải là nằm trong cái ý định của đấng tạo hóa của Thiên Chúa không? Nó có hoàn thành được cái nhiệm vụ giống như là sự kết hợp của người nam và người nữ trong hôn nhân không? Mục đích của hôn nhân là tạo ra sự sống mới, là tình yêu của hai người nâng đỡ nhau, yêu thương nhau, bổ túc cho nhau đến suốt cuộc đời. Thì hai người nam nam, nữ nữ mà kết hợp, mà cũng đòi mọi người trong xã hội công nhận như là một hôn phối, một hôn nhân, thì có thực sự điều đó là chính đáng hay không? Muốn biết là chính đáng hay không, ta xét xem cái mục đích hôn nhân, mục đích của hôn nhân họ có hoàn thành được không? Bây giờ chúng ta xem qua một vài cái clip để chúng ta nhận thấy rằng đâu đó trong xóm mình, trong nhà mình hay bạn bè mình nó có cái chuyện này. Bây giờ xin bấm vào trong cái clip cái nắm tay để cho anh chị em chúng ta xem và thấy nó giống giống, nó ngờ ngợ đâu đó gần nhà mình đấy. Hẳn trong cuộc sống cái nắm tay, các bạn nghe rất nhiều tên gọi để chỉ về người chuyện.
Some things are meant to be, and that you make a better me. Every day I love you. I never thought that dreams came true, but you've shown me that they do. You know that out of our control, and you never live until you love with all your heart and soul. Thiệp hồng. Khi mùa mưa về sân, phố cũ chật chung, nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng. Em về gọi chiều hôm, câu hát còn thơm, chút hương tàn úa, chút đêm tàn phai trăm đầu non. Im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời, khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời. Thơ ngập ngừng thương nhớ cơn bão ngoài khơi, vẫn van xin đời, vẫn van xin người đừng phụ tôi. Hay không? Có lạ không? Có lạ không? Cũng là lạ đối với một số người, nhưng nhiều người thấy cũng nhiều rồi, không lạ. Tình cảm giữa hai chàng trai này là thứ tình gì? Có phải tình bạn thuần túy không? Giữa họ là bạn, nhưng mà có chỉ là tình bạn giữa hai bạn trai thuần túy không? Bạn trai vẫn đi nhậu, vẫn đi uống bia với nhau mà. Có cái gì khiến ta thấy cái tình cảm này giữa hai người nó không phải là tình bạn giữa hai người con trai? Khi cái bạn kia, bạn Dũng, tên Dũng, tại sao biết tên Dũng? Khi đưa cái thiệp có cái tên Du Xe Trần Văn Dũng,
hôn lễ sẽ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Hà Đông. À xin lỗi, đưa thiệp hồng cho chàng kia thì ta thấy chiếu vào nét mặt của chàng kia thế nào? Hai con mắt nhìn sững sờ, kinh ngạc, rồi xa xăm. Hai bạn trai mà khi báo tin đám cưới thì sao? Ô, chúc mừng mày. Nhưng mà ở đây thì khác. Nếu mà là một người bạn gái, nếu mà người đó có tình ý hai người thì đây mới là trường hợp đó. Nhưng mà đây lại là một người bạn trai. Cho nên ta nói cái tình cảm này nó không phải là tình bạn giữa hai người con trai, mà là tình yêu. Mà là tình yêu này ta gọi tên gì đây? Tình yêu nam nữ? Không phải, tình yêu nam nam mà. Nhưng mà tình yêu này mang sắc thái về giới, về giới tính. Dẫu là giữa hai người cùng giới về nam, tình yêu này gọi là tình yêu đồng tính, đồng giới. Vẫn có đâu đó trong cuộc sống có những bạn trẻ, cả con gái cũng như con trai, có những cái mối quan hệ tình cảm với một người khác đồng giới như vậy đâu đó. Và biết đâu đó có em, có con hay cháu của các anh chị đang có. Cách đây không lâu, một thầy dòng tới xin tham vấn thầy tâm sự. Có đứa cháu con của người chị, nó năm thứ ba đại học và học giỏi lắm, rồi thỉnh thoảng cũng được đi Pháp này kia dự các cái hội nghị quốc tế. Nhưng mà đã mấy năm nay nó có một đứa bạn gái mà hai đứa lúc nào cũng đi với nhau, mà thường xuyên nó về nhà hai đứa chui vô phòng ở riết suốt mấy tiếng đồng hồ, có khi ở qua đêm. Rồi hè này nó kêu nó đi nghỉ hè 3 tháng với bạn nó. Cha mẹ đau khổ lắm, bởi vì không gì, không ai bằng cha mẹ có thể linh tính cảm thấy có cái gì đó nó không bình thường ở trong cái mối quan hệ tương quan của hai cô gái này. Ta gọi đó là đồng tính luyến ái, hay nói tắt là đồng tính. Đó là một hiện tượng mà ngày hôm nay trong xã hội Việt Nam chúng ta nó có lộ ra ngoài. Gọi là lộ ra ngoài vì nó đã có nay với bầu khí xã hội tự do nhiều hơn, nó lộ ra. Nhưng mà còn số đông giấu kín, giấu nhẹm, và có những cá nhân không dám thổ lộ cái tình yêu ấy ra ngoài. Ở Việt Nam, các nước trên thế giới như là nước Mỹ, các nước châu Âu như là Pháp, Tây Ban Nha, Ý, rồi các nước Bắc Âu, hiện tượng này lộ ra ngoài là phần lớn. Ngay ở thành phố San Francisco của Mỹ, là thành phố nổi tiếng của gay, gay tức là đồng tính luyến ái đó, có cả một cái phố toàn là gay nam, có cả một cái phố, các cái shop hay là các cafeteria, restaurant toàn là những gay nữ. Và ra đường mà một nam một nữ anh chị mà nắm tay nhau đi là chuyện hiếm có và kỳ lạ ở trong cái thành phố đó. Và xin lỗi, ngay cả trong đời sống giáo hội cũng có cái hiện tượng đó, ở trong các chủng viện dòng tu, nơi mà chỉ toàn là những người cùng giới sống với nhau thành cộng đoàn. Cho nên đây là một vấn đề rất nhức đầu, chỉ ở trong các giáo xứ mà cả ở trong các dòng tu, cả ở trong các đại chủng viện, là nơi để đào luyện những con người sống đời thánh hiến để phục vụ cho tha nhân. Bởi vì ai cũng là người, linh mục, giám mục, chủng tinh, thầy
tu, nữ tu cũng là người, và dựng nên có nam có nữ, nhưng họ không có kết hôn, họ cũng là người, họ cũng mang trong mình cái quy luật của thân xác của một người nam hay của một người nữ. Cũng có những lúc trong cuộc sống, có những ngày xác thân xác thịt nó gào thét, chứ không phải bình yên mọi ngày. Đây là một vấn đề cuộc sống của tất cả mọi người chúng ta. Nhưng nó có cái vấn đề đồng tính, nó trở thành một vấn nạn trong đời sống xã hội, trong các cộng đồng, trong các gia đình. Giờ đặt vấn đề, gặp trường hợp ấy nơi em ta, nơi con ta, nơi cháu ta, hay nơi người bạn đời của ta, ta phải làm sao? Đó là câu hỏi mục vụ mà hôm nay muốn các anh chị chúng ta trao đổi để làm rõ. Khi các anh chị thăm viếng các gia đình, gặp đâu đó trường hợp này, mà biết cách để mà đối thoại, nói chuyện. Và nếu chúng ta không biết cách giúp cho người ta thế nào để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh ấy, thì ta biết ở đâu, địa chỉ nào để có thể dẫn tới giúp đỡ. Còn có mấy phút, 5 phút thôi, hết giờ ngày hôm nay rồi, mà đề tài thì chỉ mới khơi lên. Thì anh chị em có cái gì thắc mắc cứ viết ra tờ giấy, có thể cuối buổi gom lại, rồi cái ngày hôm sau, ngày mai tôi sẽ trả lời cả những thắc mắc hôm qua lẫn thắc mắc hôm nay. Và ngày mai thêm một cái đề tài là sinh sản, có liên quan tới cái vấn đề mà nhóm sự sống hồi nãy trình bày. Các anh chị có ai thắc mắc không? Bây giờ nói thêm một chút nữa, một vấn đề liên quan về đồng tính. Trong cái hiện tượng chúng ta thấy ở trong xã hội đó, hoặc ngay trong gia đình mình đó, có những em, nó con trai mà nó sống, nó ăn mặc, nó có nói năng, nó thái độ đi đứng như con gái, gọi là BD thôi, hay là bóng. Thì những trường hợp này chính họ không phải là gay, mà họ gọi họ là người chuyển giới. Người chuyển giới không phải là cứ giải phẫu mới là người chuyển giới. Thí dụ cơ phận là con trai nhưng mà ăn mặc như con gái, maquillage như con gái, nói năng đi đứng yểu điệu như con gái. Những người, những em này, nó nói nó là người chuyển giới chứ không phải là gay, không phải là đồng tính. Nó là con trai mà nó nghĩ trong đầu và luôn luôn nghĩ mình là con gái thôi, cho nên nó có yêu một đứa con trai khác thì nó nói đó là tình yêu khác giới chứ không phải là đồng giới. Về mặt tâm lý, về mặt cảm xúc đó, nó nói nó là tình yêu khác giới. Nó là con trai, nó đi yêu một đứa con trai khác. Con trai về mặt khách quan, vì cơ thể nó là con trai, nó đi vô toilet nó đứng chứ nó không có ngồi. Nhưng về mặt tình cảm, nó luôn luôn hướng tới đứa con trai, nó không bị hấp dẫn bởi đứa con gái nào. Nó có yêu cũng yêu một đứa con trai, và nó nói tình yêu đó là tình yêu trai gái chứ không phải là tình yêu đồng tính. Giờ để hiểu rõ hơn, xem thêm một cái clip cuối cùng này trước khi chúng ta nghỉ. Xin bật lên cái clip trước đó. Đúng không? Tiếng Anh thì được gọi là transgender, tiếng Việt là người chuyển giới hay người chuyển đổi giới tính, hoặc là người hoán tính, và còn một số tên gọi khác mang tính chất kỳ thị nặng nề hơn như là BD hoặc bóng lộ. Vậy họ là ai? Ngày hôm nay mình sẽ được mời tất cả các bạn cùng theo chân mình để tham gia một cuộc trò chuyện để hiểu thêm về cộng đồng người chuyển giới của chúng ta nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Hiện tại Vệ đang di chuyển đến địa điểm hẹn gặp mặt một nhóm bạn người chuyển giới.
Và đây là nhóm bạn của chúng ta. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ? Dạ, mình tên là Cát Thi. Mình tên là Jessica. Mình tên Lộ Lộ. Em tên là Duyên Di ạ. Chúng tôi là người chuyển giới. Có rất nhiều định nghĩa về người chuyển giới dễ gây nhầm lẫn. Vậy thì không biết là chúng ta có những cái định nghĩa nào ngắn gọn và xúc tích và đúng với cái người chuyển giới hay không ạ? Xin mời chị Lộ Lộ ạ. Người chuyển giới là người có giới tính mong muốn khác với cái giới tính sinh học hiện tại của họ. Và họ có cách thể hiện giới qua nhiều cách, ví dụ như ăn nói, đi đứng, ăn mặc, thì nó không có tương ứng với lại cái chuẩn mực của xã hội quy định cho cái giới của họ. Vẫn còn một cái định kiến nữa là khi mà người ta nhắc đến người chuyển giới thì là ai cũng nghĩ đến là họ đã làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính rồi. Vậy thì theo ý kiến của các bạn thì như thế nào ạ? Xin mời Jessica. Không hẳn nhắc đến người chuyển giới là ai cũng đều phải trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Hiện tại thì trong chúng tôi á, thì cũng có người đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính, cũng có người là chưa có phẫu thuật gì hết á, họ chỉ chuyển giới sống theo người nữ thôi, sống như người nữ thôi chứ chưa phẫu thuật. Người đồng tính đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tôi yêu ai. Người đồng tính không có xu hướng phủ nhận giới tính sinh học của mình, cũng như là không mong muốn chuyển đổi sang một giới tính khác. Người đồng tính có xu hướng tính dục là thu hút và cảm thấy thu hút đối với người cùng giới tính với mình. Người chuyển giới dằn vặt với câu hỏi tôi là ai. Người chuyển giới khao khát mong muốn tìm được đúng cái giới tính mà họ muốn. Người chuyển giới xác định xu hướng tính dục dựa trên giới tính mà họ mong muốn. Tuy có cơ thể là một người nam nhưng chúng tôi xem chúng tôi là như những người nữ, thì tình yêu của chúng tôi dành cho một người nam không gọi là tình yêu đồng tính. Khi mà mình xác định giới tính thật của mình rồi đó thì mình có gặp những khó khăn gì cho cuộc sống của mình hay không ạ? Dĩ nhiên là có nhiều lắm em. Thì thứ nhất là trong gia đình của chị thì ba chị và cô chú là không chấp nhận cái giới tính này rồi. Thì chị gặp nhiều cái khó khăn từ trong gia đình. Rồi chị bây giờ, ví dụ như cái điển hình nhất là chị ra đây, chị quay clip đây, thì chị làm lộ từ trong nhà thì ba chị chặn cửa lại không cho chị đi. Thành ra chị mới trễ giờ. Cái thứ hai nữa là ba chị nói là bây giờ mày làm lộ ở đâu thì tao không biết, chứ mày làm lộ trong nhà là tao đập vô mặt. Vậy đó, cái đây là cũng không phải là lần đầu tiên mà ba chị nói câu này. Thì thật sự nói chị rất là buồn. Có nghĩa là mình gặp khó khăn từ trong gia đình mình luôn và gia đình cũng không chấp nhận cho tới bây giờ. Và không biết là chị khi xác định được cái giới tính thật của mình đó, từ đó tới giờ là bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu rồi? Thì từ nhỏ là chị đã biết mình là con gái rồi. Thành ra chị sống theo cái cách của mình là lớn lên là một con gái. Khi mà mình biết cái giới tính của mình thì mình sống như vậy thì người ta lại thấy mình là sống như trái chiều. Thì người ta lại không thích, người ta lại dùng cái nhiều cái quy định khắt khe để đàn áp mình, để quán cải mình lại. Mong muốn là sửa đổi mình, nhưng mà thật sự là mình rồi thì không thể nào mà quán cải được. Duyên về các thi thì gặp về vấn đề là công ăn việc làm và lẫn luôn mình đi hát. Thì hầu như mình gặp về khó khăn là hầu như mình đi xin việc làm á, họ nhìn mình bằng con mắt là kỳ thị, họ không có tôn trọng mình. Và hầu như là cơ sở bất kể công ty nào, hầu như mình xin vô thì họ chỉ trả lời một câu là đủ người rồi. Hay là bất kể là mình có tài năng cỡ nào, hay là mình có nghề nghiệp cứng cỡ nào thì hầu như là họ cũng không nhận. Họ chỉ nhận đàn ông bình thường hay là một người phụ nữ thôi. Lúc mà Chết đã muốn chọn con đường chuyển giới thì thật sự gia đình Chết không có đồng ý. Mẹ Chết không có cho. Và mẹ nói tại sao sinh mày lại ra con trai mà lại mày muốn chuyển giới thành con gái. Có bệnh gì hay không? Mẹ bắt Chết đi xét nghiệm hóc môn. Từ lúc mà có người cậu ở bên Mỹ của Chết á, thì cho gia đình của Chết và mẹ của Chết biết được một số thông tin về người đồng tính và người chuyển giới, thì mẹ cũng hiểu hơn và mẹ cũng dần chấp nhận, ba mẹ cũng chấp nhận và bắt đầu Chết đi làm để dành tiền từ từ và chuyển đổi giới tính, thì mẹ cũng ủng hộ và giờ hiện tại gia đình rất là vui và bạn bè nói chung ai cũng thích khi mà Chết đã hình hài như thế này. Giờ thì thoải mái lắm, nhà Chết giờ coi Chết như là con gái vậy đó.
cái gì mẹ cũng tâm sự nhiều hơn là ngày xưa, mẹ cũng cưng hơn chứ không có là la rầy giống như ngày xưa nữa. Chúng tôi không muốn mọi người suy đoán về giới tính của chúng tôi. Chúng tôi không muốn mọi người có những hành vi xâm hại cơ thể của chúng tôi. Chúng tôi không muốn mọi người kỳ thị vào chúng tôi. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của chúng tôi. Hãy lên tiếng vì nhiều sự bất bình đẳng mà chúng tôi phải chịu đựng. Hãy tìm hiểu những cái thông tin khoa học chính xác về người di chuyển giới. Chúng tôi mong muốn rằng qua những thông tin chia sẻ ngày hôm nay, các bạn sẽ có được một câu trả lời chính xác nhất cho những thắc mắc của mình. Thế nào là người chuyển giới và người chuyển giới có giống với người đồng tính hay không? Hãy cùng chung tay với chúng tôi để cộng đồng người chuyển giới có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta xem để biết, biết thêm. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là mục vụ. Có nghĩa là nếu trong nhà mình có, nếu mình đi thăm một gia đình khác có trường hợp đó, mình sẽ nói gì, mình sẽ có ý kiến gì, mình sẽ giúp đỡ họ thế nào. Đó là mục vụ, và đó cũng là mục đích của cái khóa học này. Ngoài những cái việc hôm qua, việc sinh sản ngày mai, và cái việc này cũng là một vấn đề nổi cộm ở trong các gia đình, ở trong các xứ đạo, và cả trong các dòng tu, khơi lên để mà chúng ta cùng bàn bạc mà tìm ra một hướng đi về mục vụ giúp cho những trường hợp, những gia đình này. Ngoài hai trường hợp là đồng tính và chuyển giới, còn có một cái loại thứ ba nữa, gọi là song tính hay là lưỡng tính. Nghĩa là cái người vừa có khả năng giao hợp với người khác giới và có thể sinh con, nhưng đồng thời cũng bị thu hút bởi người đồng giới và bị thu hút mạnh mẽ hơn bởi người đồng giới. Người đó gọi là người song tính, có hai, cả hai khả năng. Nhưng mà thường người song tính giống như người đồng tính, bị hút về người cùng giới tính nhiều hơn. Tôi đã gặp một số trường hợp như vậy trong tòa giải tội, và rất là tội nghiệp. Có một gia đình có con cái, nhưng rồi sau đó ngoại tình, ngoại tình lại với một người đồng giới. Một trường hợp khác ở một tỉnh kia, kết hôn, có một đứa con, rồi sau đó người nữ ôm đứa con thơ ấy đi mất, sống với người tình cũ là người cùng giới tính. Nhiều lắm, thưa anh chị em, mặc dầu cái tỷ lệ không bao nhiêu, nhưng đứng trước những trường hợp vậy đó, chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì để giúp họ sống vượt qua được? Không phải là không có phương án, phương cách, nhưng mà không dễ, thưa các anh chị. Thôi cũng đã quá 9 giờ 5 phút rồi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Rồi ngày mai những câu hỏi thắc mắc của anh chị liên quan tới vấn đề hôm nay được gửi lên đó, cùng những vấn đề ngày hôm qua, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và trả lời. Xin cảm ơn. Chúng con cảm ơn Đức Cha Louis và nhóm bảo vệ sự sống và Building Sài Gòn.